Điều mình muốn làm trong video này là làm quen với phép thử đạo hàm bậc 2. Và trước khi đi vào chi tiết, mình sẽ dùng trực giác để xem phép thử đạo hàm bậc 2 đang nói gì để mình vẽ các trục số ở đây. Đây sẽ là trục y, đây sẽ là trục x. Và mình sẽ có một hàm số có giá trị cực đại tương đối tại x bằng c. Giả sử ta có trường hợp trông như thế này và x bằng c ở đây. Đây là điểm C và F của C. Để mình vẽ một đường thẳng hơn. Ở đó là x bằng c. Và ta thấy được trên đồ thị là có điểm cực đại tại đó. Và ta có thể dùng các cách giải tích để xem có gì đang ở đó. Ta biết được một điều là hệ số góc của tiếp tuyến hoặc theo cách vẽ của mình ở đó là bằng 0. Ta có thể nói F phẩy của C bằng 0. Và một điều nữa ta thấy là hàm số lồi lên trong khoảng quanh x bằng c. Và chú ý là hệ số góc giảm dần đều và nó đang dương. Và nhỏ dần đều đến 0, sau đó trở thành âm và nhỏ hơn nhiều nữa. Và ta biết là f2 phẩy của c nhỏ hơn 0. Mình không chứng minh chi tiết ở đây. Nhưng nếu mình có một điểm cực trị tại x bằng c thì f phẩy của c bằng 0 và ta thấy đạo hàm bậc 2 ở đó là nhỏ hơn 0. Dựa vào trực giác thì ta có thể nói ta đạt giá trị cực đại tại đó. Ta có thể làm đối xứng khi cho rằng ta có một điểm cực tiểu tại x bằng c hoặc là điểm cực tiểu tương đối. Vậy đạo hàm bậc 1 vẫn sẽ bằng 0 vì hệ số góc của tiếp tuyến tại đó vẫn bằng 0. Vậy f phẩy của c bằng 0. Nhưng trong trường hợp thứ hai, hàm số lõm xuống, hệ số góc tăng dần đều. Ta có hình cái tô hướng lên và ta cũng có giá trị cực tiểu tương đối tại đây. Hoặc có thể nói đạo hàm bậc 2 lớn hơn 0. Trên đồ thị ta thấy đó là giá trị cực tiểu khi chỉ cần nhìn vào đạo hàm hoặc là do cách mình vẽ nó thì đạo hàm bậc 1 bằng 0 và hàm số lõm xuống. Đạo hàm bậc 2 lớn hơn 0. Hy vọng là bạn đã có được trực giác để hiểu được phép thử đạo hàm bậc 2 đang nói gì. Nó nói là nếu ta có hàm số f nào đó, cho nó là một hàm số khả vi 2 lần. Nghĩa là trên một khoảng nào đó, bạn có thể tìm được đạo hàm bậc 1 và 2 xác định trên khoảng và tồn tại một điểm x bằng c mà tại đó đạo hàm bậc 1 bằng 0, suy ra hệ số góc của tiếp tuyến bằng 0 và đạo hàm thuộc khoảng quanh c. Với đa số các hàm số ta bắt gặp, nếu nó khả vi tại c, nó cũng khả vi trong khoảng quanh c. Và ta giả sử đạo hàm bậc 2 sẽ khả vi 2 lần. Vậy thì ta có thể đang xét một điểm cực đại, một điểm cực tiểu, hoặc ta có thể không biết được nó là điểm cực tiểu hay cực đại. Nhưng với phép thử đạo hàm bậc 2, ta sẽ lấy đạo hàm bậc 2 và nếu nó nhỏ hơn 0 thì ta có một điểm cực đại tương đối. Vậy đây là trường hợp mà ta đã làm ban đầu bên này. Nếu đạo hàm bậc 2 lớn hơn 0 thì ta sẽ ở trong trường hợp này, hàm số lõm xuống, hệ số góc bằng 0 và tại đáy đáy của cái tô này ta có một điểm cực tiểu tương đối. Và nếu đạo hàm bậc 2 bằng 0 ta sẽ không kết luận được, ta không biết ở điểm đó sẽ là gì. Ta không thể kết luận ngay được. Lý thuyết đã xong, hãy cùng làm nhanh một ví dụ để áp dụng nhé. Giả sử mình có một hàm số khả vi 2 lần h và mình cho trước h của 8 thì bằng 5. H phẩy của 8 bằng 0 và đạo hàm bậc 2 tại x bằng 8 thì bằng âm 4. Với những dữ kiện này thì liệu điểm 8 5 là một cực tiểu tương đối hay cực đại tương đối hay vẫn chưa đủ thông tin để kết luận?
chưa đủ thông tin hoặc không kết luận được. Như thường lệ, hãy dừng video và xem bạn có thể tìm ra không. Ta đang giả sử hàm số khả vi hai lần và cũng có thể nói rằng dựa theo đề bài, đạo hàm thuộc khoảng quanh x bằng 8. Trong ví dụ này thì c bằng 8, vậy điểm 8, 5 chắc chắn nằm trên đồ thị. Đạo hàm thì bằng 0, vậy ta đang giải quyết một trong hai trường hợp ở đây. Và đạo hàm bậc 2 nhỏ hơn 0. Đạo hàm bậc 2 nhỏ hơn 0 được cho trước ở đây. Đạo hàm bậc 2 H2 của 8 nhỏ hơn 0 cho ta biết ta đang ở trường hợp này đây. Với thông tin đề cho, ta có thể nói tại điểm 8, 5 ta có giá trị cực đại tương đối, hoặc đây là một điểm cực đại tương đối của cái này. Nếu đề cho ta đạo hàm bậc 2 là 0 thì ta sẽ không kết luận được. Nếu đề bài cho ta đạo hàm bậc 2 là lớn hơn 0 thì ta sẽ có giá trị cực tiểu tương đối tại x bằng 8.